Xin kính chào quý vị và bà con. Năm nay thời tiết thuận lợi nên vùng vải thiều Thanh Hà của tỉnh Hải Dương khả năng sẽ được mùa lớn. Dự kiến thì các trà vải chín sớm sẽ bắt đầu là thu hoạch vào cuối tháng 5 này và các trà vải chính vụ sẽ thu hoạch vào giữa tháng 6 năm 2023. Và để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước cũng như là xuất khẩu thì năm nay tỉnh Hải Dương tiếp tục thúc đẩy sản xuất vải thiều theo các quy trình như là Việt Gap, Global Gap, các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững, sinh thái. Và Hải Dương thì ngay từ đầu vụ cũng đã sớm có các phương án xúc tiến thương mại, tiêu thụ vải thiều trong vụ thu hoạch sắp tới. Ghi nhận tại tổ hợp tác sản xuất vải số 10, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, vải thiều u trứng trắng năm nay sáng mã, quả to đẹp. Theo ông Phạm Văn Giang, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất vải số 10, toàn bộ trái vải xuất bán của tổ hợp tác đạt tiêu chuẩn Global Gap và được đưa đi xuất khẩu tại các thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản. Nhu cầu nhập doanh nghiệp phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu là rất lớn. Đến nay, có 5 đơn vị đăng ký thu mua vải của tổ hợp tác, song lượng vải thiều thu được mỗi ngày vẫn không đủ bán. Bây giờ là cái giá vải trứng trắng thì hợp tác xã chúng tôi thì bây giờ bán ra là 80-90 ngàn trên 1 kg, còn cái vải trứng gai thì từ 40-45 ngàn trên 1 kg. Năm nay hy vọng là giá bán là tất cả công ty là đều cao hơn những năm trước, tăng so với mặt bằng chung là hiện tại bây giờ là tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã có 199 mã số vùng trồng vải được cấp với tổng diện tích hơn 1.100 hectare và 21 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Thái Lan. Riêng huyện Thanh Hà hiện có 45 vùng sản xuất vải được cấp 168 mã số vùng trồng xuất khẩu. Nhằm gia tăng xuất khẩu tới các thị trường khó tính, ngành nông nghiệp Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý chất lượng vật tư đầu vào, kiểm soát chặt mã số vùng trồng, nâng cao nhận thức người dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh cũng thường xuyên là phối hợp cùng với các cái trung tâm dịch vụ nông nghiệp, đặc biệt như ở Thanh Hà và Chí Linh, thì chúng tôi tiến hành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho bà con duy trì quy trình sản xuất cũng đã được tập huấn hàng năm, đặc biệt là những lần phun thuốc gần sát cuối là tăng cường cái công tác giám sát để làm sao tuân thủ theo đúng cái quy định để đảm bảo sản phẩm nó đạt tiêu chuẩn. Để chủ động trong khâu tiêu thụ, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà đã tổ chức ký kết hợp tác tiêu thụ vải giữa các hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp. Với phương châm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu song song với giữ vững thị trường trong nước, các ngành chức năng của địa phương đã kết nối với các tỉnh, thành phố bằng hệ thống siêu thị lớn, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá chất lượng, sản lượng vải Hải Dương và thông qua hội nghị quốc tế để giới thiệu quả vải Thanh Hà tới thị trường mới. Vâng, thưa quý vị và bà con, năm nay thì sản lượng vải thiều của vùng vải Thanh Hà tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ đạt khoảng 40.000 tấn. Và ngay từ bây giờ thì ngành nông nghiệp của tỉnh Hải Dương đã có những kế hoạch và chương trình nhằm tăng cường và đa dạng hóa các thị trường tiêu thụ trong nước cũng như là xuất khẩu để nâng cao giá trị gia tăng cho quả vải thiều. Và để rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình ngày hôm nay, Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ có cuộc trao đổi với các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương. Xin chào độc giả của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MA Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay xin được dành cho bà Lương Thị Kiểm. Vâng, thưa chị Kiểm, thì vụ vải năm nay là cái vụ vải mà được tiếp tục là tin vui khi mà dự kiến là sẽ được mùa. Nhưng mà được mùa thì chúng ta cũng có những cái áp lực trong việc tiêu thụ. Và tỉnh Hải Dương ngay từ đầu vụ và thì đã có những cái giải pháp cũng như kế hoạch nào để xúc tiến thương mại và đẩy mạnh cái tiêu thụ quả vải thiều trong niên vụ năm nay? Đối với tỉnh Hải Dương thì hiện nay cái diện tích vải của tỉnh Hải Dương không nhiều,
khoảng xung quanh 10.000 hecta và tổng sản lượng vải của tỉnh Hải Dương năm nay ước tính khoảng 60.000 tấn. Và ngay từ đầu vụ thì chúng tôi đã xác định là năm nay là một năm vải sẽ được mùa. Do vậy cho nên là các cái hoạt động liên quan đến chỉ đạo sản xuất để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho câu chuyện xuất khẩu, thì các cái hoạt động về quảng bá xúc tiến cũng đã được tỉnh quan tâm ngay từ đầu năm và có những cái chương trình rất là cụ thể. Ở đây thì không riêng ngành nông nghiệp chúng tôi làm cái công tác xúc tiến quảng bá, mà tỉnh cũng đã có cái sự chỉ đạo đối với cả tất cả các cái tổ chức đoàn thể, đặc biệt là ngành công thương cũng như là các cái đơn vị hỗ trợ nông dân, ví dụ như là hội nông dân hay là liên minh hợp tác xã, thì đều có những hoạt động rất cụ thể để hỗ trợ cho công trình, cho cái công tác quảng bá xúc tiến cũng như là kết nối tiêu thụ. Riêng đối với ngành nông nghiệp thì năm nay chúng tôi có những cái hoạt động rất là cụ thể khác với những năm trước. Thứ nhất là chúng tôi đã làm việc với cả hệ thống EON Việt Nam để chúng tôi xúc tiến cùng với các doanh nghiệp để đẩy mạnh cái việc tiêu thụ vải trên ở thị trường trong nước và đặc biệt là trong các cái kênh bán hàng truyền thống của EON tại hệ thống EON Việt Nam. Thế rồi là chúng tôi cũng làm việc đối với cả các cái nhà nhập khẩu của EON để người ta đẩy mạnh cái hoạt động quảng bá và xuất khẩu vải sang thị trường Nhật. Và năm nay một điều rất là đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Và phía Nhật Bản thì họ cũng bằng những cái hành động cụ thể, họ cũng rất là muốn là có những cái việc làm và hành động cụ thể để mà thúc đẩy cái mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thế và riêng đối với trái vải thì năm nay họ cũng dự kiến là họ sẽ tăng cái sản lượng mà nhập khẩu vải từ Việt Nam để phục vụ cho người tiêu dùng của Nhật Bản cũng như là kiều bào của Việt Nam, những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Cho nên là năm nay dự kiến cái sản lượng xuất khẩu sang Nhật là cũng sẽ tăng. Thì họ cũng đã có những cái việc làm rất là cụ thể và chúng tôi cũng đang cùng với họ để mà thúc đẩy cái việc mà xuất khẩu vải của Việt Nam, đặc biệt là của Hải Dương, để sang thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã làm việc với những cái nhà cung ứng xuất ăn lên trên các cái chuyến bay và đặc biệt là có sự chỉ đạo từ hãng hàng không Vietnam Airlines, thì chúng tôi năm nay có cái hoạt động quảng bá và đưa sản phẩm vải thiều lên để giới thiệu cho thực khách là những người mà đi trên các cái chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam, không riêng là bay trong nội địa và bay quốc tế. Và đặc biệt ấy, là hãng hàng không quốc gia Việt Nam thì ưu ái là sẽ có cái chương trình là giới thiệu cái quả vải thiều Thanh Hà trên các cái chuyến bay và đặc biệt là khách hàng ở các cái đi hạng C. Đây là những người mà cái thứ nhất là có cái thị hiếu rất là cao nhưng mà cũng là những người mà có ảnh hưởng đối với xã hội rất là lớn, và họ cũng có thể là những cái doanh nghiệp mà đang hoạt động trên các cái lĩnh vực. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là mối kênh mà chúng tôi đưa cái sản phẩm tới đối với cả những cái khách hàng cao cấp nhất, cũng là một cái hoạt động để lan tỏa muốn giới thiệu cái quả vải thiều Thanh Hà đối với cả khách hàng trong nước cũng như là quốc tế. Bên cạnh đó thì các cái hoạt động mà kết nối đối với cả các cái hệ thống bán hàng ở trong nước như là hệ thống của Big Green hay là Vinmark hay là các hệ thống thì Big C, đấy những cái kênh đấy thì chúng tôi cũng đã kết nối và cũng có những cái hoạt động cụ thể để năm nay họ tăng cường cái sản lượng để xuất khẩu. Thế rồi là bên cạnh đó thì cái thị trường mà chúng tôi cũng rất là quan tâm và là một thị trường chính là thị trường Trung Quốc, thì năm nay cũng đã có những cái hoạt động quảng bá xúc tiến cũng như đặc biệt là hỗ trợ cho doanh nghiệp và các cái vùng trồng để tăng cường cái sản lượng để mà xuất khẩu đi cái thị trường này. Thế thì có thể nói rằng là cái việc mà cả một năm sản xuất thì quan trọng nhất là đến mùa thu hoạch, thì các cái bước chuẩn bị đến thời điểm này cũng cơ bản là đã hoàn thành. Vâng, thưa ông Nguyễn Khắc Tiến, là doanh nghiệp mà có nhiều năm đã có kinh nghiệm và thâm niên trong việc là xuất khẩu các cái mặt hàng trái cây nói chung và đặc biệt trong đó có cái quả vải thiều của vùng vải Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Vụ vải năm nay thì công ty đã có những kế hoạch và cái kịch bản tiêu thụ thế nào để mà đẩy mạnh cái việc xuất khẩu cái sản phẩm quả vải thiều sang các thị trường quốc tế? Thứ nhất là công ty chúng tôi cũng là rất may mắn là được tham gia đồng hành cùng với quả vải, đặc biệt là quả vải Thanh Hà, Hải Dương. Bởi vì doanh nghiệp chúng tôi thì xuất khẩu rất nhiều mặt hàng, nhưng mà riêng với mặt hàng vải thiều thì có thể nói là mỗi một mùa vụ đến thì nó giống như là một cái câu chuyện nó rất là vui nhộn, từ cái cách thức công thức tác chuẩn bị khách hàng đến chuẩn bị trong cái sản xuất, đặc biệt là trong cái việc chuẩn bị từ cái khâu sản xuất. Thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã thành lập hợp tác xã để mà làm sao đấy hoàn thiện cũng như là tạo ra những cái sản phẩm có thể nói là có cái giá trị tốt để mà phục vụ xuất khẩu về các quả vải. Thông thường thì với các sản phẩm khác thì chúng tôi không phải có một cái sự chuẩn bị kỹ hoặc là chuẩn bị quá nhiều giống như vải thiều, bởi vì nó thành một cái guồng rất là trơn tru rồi. Nhưng với vải quay cái trái vải thì thực ra nói cũng đã vận hành trơn tru, nhưng mà
cùng với không khí và cùng với sự chuẩn bị của bà con nông dân, đặc biệt là cái sự hỗ trợ và ủng hộ của cấp chính quyền như Sở Nông nghiệp của tỉnh Hải Dương, rồi các huyện về huyện Thanh Hà, để trong cái công tác liên quan đến chuẩn bị xuất khẩu vải thiều, thì có thể nói là doanh nghiệp chúng tôi cũng rất là háo hức và chuẩn bị kỹ. Thông thường thì các cái sản phẩm chúng tôi kết thúc mùa vụ vài năm trước thì chúng tôi cũng đã phải có ngay cái công tác, một là rút kinh nghiệm về cái vụ vải, và hai là đưa ra cái kế hoạch để cho vụ tới, mặc dù cái thời gian chuẩn bị, mặc dù cái thời gian để sau họp để chuẩn bị thì có thể cũng rất dài, thế nhưng mà chúng tôi phải chuẩn bị ngay để mà làm sao đấy mình đưa ra những cái đánh giá cái mặt được và chưa được của vụ trước để mình có những cái sản phẩm phục vụ cho vụ tiếp theo. Thế nhưng mà đến mỗi một cái thời điểm mà gọi là chuẩn bị cho vụ vải thì các cái hoạt động xúc tiến của chúng tôi gần như là trải dài và trải khắp trên tất cả các cái mặt trận, từ cái việc là chuẩn bị cái vùng nguyên liệu tốt đến cái việc mà thiết kế bao bì tem nhãn. Bởi vì chúng tôi đánh giá rất cao là bán quả vải thì chúng tôi không chỉ bán mỗi cái quả vải không, mà chúng tôi muốn bán, qua đó chúng tôi muốn bán cả câu chuyện về quả vải, cả hình ảnh, cả bao bì, cả tem nhãn, tất cả mọi thứ mà khi nhìn thấy quả vải nó phải để tạo ra một cái sự ấn tượng. Chúng tôi thì có thể nói là cũng đã mang quả vải đi rất nhiều quốc gia, và tại các cái quốc gia đích là các cái sản phẩm vải thiều đến thì có thể nói là được cái sự ghi nhận rất là nhiều. Trong cái quá trình mà triển khai ấy, thì chúng tôi cũng luôn được cái sự đồng hành, ủng hộ, đặc biệt là cái sự ủng hộ và cái tính tuân thủ của bà con nông dân. Tuân thủ đây là tuân thủ về quy trình, về cách thức, về chăm bón, thu hoạch để làm sao đây tạo ra những sản phẩm tốt. Nhưng bên cạnh đó thì có một cái vai trò cực kỳ quan trọng là việc giám sát để tạo ra cái được cái sản phẩm. Bởi vì bà con nông dân thì có thể là đôi khi có cái cách thức nó cũng là một cái tập quán từ xưa. Thế nhưng mà khi mà thay đổi cách thức, phương thức canh tác, chăm bón, thu hoạch để tạo ra cái sản phẩm thì có thể nói là cũng cái sự ủng hộ đồng hành của ngành nông nghiệp. Giám sát từ cái khâu có thể nói là kết thúc thu hoạch thì cái việc chăm bón như thế nào, rồi là kỹ thuật, tất cả mọi thứ thì chúng tôi cũng được cái sự ủng hộ rất lớn của ngành nông nghiệp, là giám sát cùng với bà con để mà tạo ra được cái nguyên liệu đầu vào tốt. Và cộng với đó thì cái việc mà chuẩn bị, bởi vì hàng năm thì chúng tôi cũng đầu tư vào cái mảng gọi là nghiên cứu về công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thì có thể nói là cũng chiếm một cái lượng khoảng độ tầm 25-30% cái ngân sách cho cái việc đầu tư về mặt công nghệ. Chúng tôi liên tục là có một cái sự đầu tư về mặt đổi mới công nghệ để làm sao đấy cái nguồn nguyên liệu của mình đã tốt rồi thì cái chất lượng sản phẩm nó phải là tốt nhất. Đấy, thì đấy là toàn bộ công tác chuẩn bị, có thể là doanh nghiệp cũng có một sự chuẩn bị rất là kỹ. Thì hy vọng là với sự chuẩn bị tốt cùng với sự đồng hành thì chúng tôi sẽ mang đến nhiều hơn các cái thị trường những sản phẩm vải thiều, đặc biệt là vải Thanh Hà, có thể nói là chất lượng tốt nhất. Vâng, như ý kiến của anh Tiến vừa chia sẻ thì có thể thấy đây là những cái tín hiệu hết sức là đáng mừng trước thêm cái vụ thu hoạch vải năm nay. Thưa bà Kiểm, thì hiện nay như chúng ta đã biết thì cái yêu cầu của các thị trường xuất khẩu hiện nay càng ngày càng khắt khe, đòi hỏi là bà con nông dân chúng ta phải tuân thủ những quy định ở trong sản xuất hết sức là nghiêm ngặt. Như vậy thì về phía địa phương, là cơ quan quản lý ngành nông nghiệp của địa phương, thì tỉnh Hải Dương năm nay đã có những cái giải pháp nào để tiếp tục lan tỏa và giúp bà con là sản xuất cái vải thiều đạt những cái tiêu chuẩn xuất khẩu tốt nhất? Hiện nay thì tỉnh Hải Dương chúng tôi có hai cái vùng mà trồng vải chính là vùng của huyện Thanh Hà và của thành phố Chí Linh. Cũng rất là dễ cho cái công tác chuẩn quản lý các cái vùng trồng bởi vì nó tương đối là tập trung. Tuy nhiên thì một cái nhược điểm của tỉnh Hải Dương của chúng tôi là số lượng hộ nông dân tham gia cái quy trình sản xuất là rất là đông. Mỗi một hộ nông dân với quy mô á, mỗi một hộ thì cũng chỉ có khoảng từ 1.000 cho đến 2.000 mét vuông cho một hộ thôi. Thế cho nên là để mà quản lý một cái vùng trồng khoảng 3.000 hecta của huyện Thanh Hà thì chúng tôi đã có đến hàng vài chục ngàn hộ nông dân. Đây là một cái áp lực rất là lớn cho cái cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải có những cái giải pháp cụ thể để chúng tôi có thể quản lý được, ra được cái sản phẩm mà chất lượng nó tốt và đồng đều. Ở đây cụ thể thì đối với cả cái thị trường nhập khẩu năm nay thì mỗi một thị trường họ đều có một yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên thì họ đều có một cái yêu cầu chung là phải được cấp mã số vùng trồng và cấp mã số cơ sở đóng gói. Ở đây phục vụ cho cái việc là truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nếu bất kỳ một các cái trục trặc xảy ra đối với người tiêu dùng thì người ta đều có thể truy xuất được là ai là người sản xuất và cái khâu nào thì gây ra tất cả những đoạn đó. Thế thì ở đây cái việc cấp qua mã số vùng trồng thì chúng tôi đã thực hiện nhiều năm nay, và đặc biệt là trong những năm gần đây thì cái việc mà quản lý trở lên vô cùng quan trọng và chúng tôi làm rất là nghiêm túc cái việc này, và chúng tôi cũng làm đáp ứng theo đúng cái tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng nước nhập khẩu.
Ví dụ như đối Mỹ thì họ có một cái yêu cầu riêng, đối với Nhật họ lại yêu cầu riêng, và tương tự như vậy Trung Quốc thì họ yêu cầu riêng, thì thị trường nào yêu cầu như thế nào thì chúng tôi phải đáp ứng được đúng theo cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đồng hành cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi cấp các cái mã số cơ sở đóng gói. Với những doanh nghiệp mà chưa đủ cái điều kiện về cấp mã số cơ sở đóng gói theo yêu cầu của nước nhập khẩu thì chúng tôi cũng đồng hành cùng họ để họ nâng cấp và họ đảm bảo. Thì tất cả những công đoạn chuẩn bị này đã được thực hiện hàng năm nay. Thế và với Hải Dương thì những cái thị trường truyền thống ví dụ như là Trung Quốc hay là Mỹ hay Nhật Bản hay là Úc thì họ đã trải qua những cái công đoạn kiểm tra và họ rất là tin tưởng cái sản phẩm cũng như là cái tính minh bạch của sản phẩm của tỉnh Hải Dương. Cái việc mà cấp mã số vùng trồng, cấp mã số cơ sở đóng gói thì mới là bước đầu. Còn cái câu chuyện là làm sao á ra được sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của nước nhập khẩu, điều đấy mới là quan trọng và đấy mới là cái khó nhất. Thì ở đây chúng tôi cũng có giải pháp đối với cả rất nhiều hộ nông dân như vậy, thì chúng tôi làm rất là chặt cái phần quản lý vật tư đầu vào của các vùng sản xuất. Ở đây chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái giai đoạn mà trước khi thu hoạch khoảng một tháng, cái chỗ này nó sẽ quyết định là sản phẩm có đủ tiêu chuẩn xuất khẩu hay không. Và chúng tôi cũng tránh cái rủi ro cho doanh nghiệp là nhỡ may người nông dân người ta không trung thực mà những cái vùng mà được cấp mã số hay không cấp mã số trong cái quá trình kiểm soát nó không chặt chẽ, chẳng may nó có thể xuất xảy ra. Thì ở đây chúng tôi quản lý toàn vùng. Câu chuyện rất là dễ là ví dụ như huyện Thanh Hà hiện nay có khoảng 50 người kinh doanh vật tư thuốc bảo vệ thực vật, thì những người này sẽ trở thành những cánh tay nối dài của cơ quan quản lý nhà nước. Họ tư vấn lại cho bà con nông dân sử dụng đúng sản phẩm, đảm bảo theo yêu cầu của nước nhập khẩu, đảm bảo thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật thì ra sản phẩm đảm bảo đáp ứng theo cái tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. Chúng tôi triển khai cái việc tư vấn, đào tạo, hướng dẫn các cái hộ kinh doanh để họ tư vấn lại cho bà con nông dân. Thế và đến bước cuối cùng là chúng tôi kiểm soát người ta có thực hiện đúng cam kết hay không. Thế thì doanh nghiệp đến bước cuối cùng là đồng hành cùng chúng tôi để chọn những cái vườn mà thực sự là đã mua ở những cơ sở mà đã ký cam kết, đã tuân thủ đúng các yêu cầu và đã ghi chép nhật ký sản xuất, thì cơ bản là sản phẩm đảm bảo theo tiêu chuẩn nhập khẩu rồi. Và một bước cuối cùng nữa là doanh nghiệp lấy mẫu để test kiểm tra trước khi mà thu mua. Đây là tất cả những cái công đoạn mà chúng tôi đang kiểm soát để làm sao khi mà doanh nghiệp mua vải của tỉnh Hải Dương xuất khẩu đi thì nó tránh những cái rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mà xuất khẩu, từ câu chuyện là kiểm dịch thực vật cho đến câu chuyện là kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Vâng, thưa ông Tiến, thì như bà Kiểm vừa chia sẻ thì hiện nay mà để chúng ta xuất khẩu được cái quả vải thiều thì ngày càng phải đáp ứng được những tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu đưa ra hết sức ngặt nghèo, ví dụ như là mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Và điều này thì cũng đòi hỏi là các doanh nghiệp cũng phải có sự liên kết chặt chẽ và đồng hành cùng nông dân trong suốt quá trình sản xuất, để mà làm sao tạo ra cái bản thân doanh nghiệp chúng ta cũng có cái nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nó đảm bảo chất lượng và thuận lợi nhất. Như vậy thì trong thời gian qua công ty MA của ông thì đã có những cái giải pháp và hợp tác liên kết thế nào với nông dân để đảm bảo cái khâu này? Thực ra thì chúng tôi cũng có thể nói là rất là may mắn là được cái sự đồng hành giống chỗ chị Kiểm vừa trao đổi ấy. Tức là ở đây thì địa phương đã có một công tác mà giám sát, có thể chuẩn bị rất kỹ về mặt quản lý nhà nước, để mà cái việc mà gọi là không tuân thủ của bà con nông dân thì cũng có thể nói là rất là khó xảy ra. Thì đấy là cái điều đầu tiên rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải chủ động là chúng tôi cũng tham gia các cái chuỗi liên kết với bà con nông dân, kể cả chúng tôi cũng thành lập hợp tác xã để làm sao đấy mình có được cái vùng nguyên liệu cũng như là có cái vùng mà nó ổn định cho cái việc xuất khẩu cho cái đối tượng khách hàng của mình. Thì trong quá trình mà tham gia các chuỗi liên kết cũng như hợp tác xã thì gần như là các cái thành viên trong liên kết cũng như hợp tác xã đều tuân thủ theo cái quy trình mà được Sở Nông nghiệp, là đặc biệt là chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật ấy, là ban hành, để làm sao đấy tất cả các cái bộ thuốc, thời gian phun để đảm bảo cái cách ly để mà sản phẩm đạt cái yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho cái thị trường đích. Thì chúng tôi cũng đã có một sự liên kết chuẩn bị rất là chặt. Ngoài ra nữa thì doanh nghiệp cũng cử cán bộ là gần như là tham gia hàng ngày cùng với bà con nông dân đi kiểm soát, rồi mỗi một lần có cái chuyện phun thuốc thì chúng tôi cũng có cán bộ đi để ghi chép lại về cái lịch sử phun thuốc cũng như là các cái quy trình chăm sóc của bà con. Bởi vì doanh nghiệp chúng tôi thì cũng phải cập nhật cái quy trình mà chăm sóc đối với đối tượng khách hàng, chứ không phải là đến thời điểm xúc tiến thương mại chúng tôi mới gửi thông tin khách hàng, mà chúng tôi cũng phải gửi thông tin gần như liên tục các cái thời điểm sinh trưởng của cây vải, các cái thời điểm ra hoa, tất cả mọi thứ để chúng tôi đều cập nhật cái hình ảnh để chúng tôi gửi cho đối tượng khách hàng của chúng tôi. Do đó thì
phun như thế nào, chăm sóc ra sao, bộ thuốc sử dụng như nào thì chúng tôi cũng đều có cái gửi và cập nhật thường xuyên đó. Thì tôi nghĩ rằng với các cái quản lý chặt chẽ của Sở Nông nghiệp, của huyện và với việc mà doanh nghiệp chúng tôi tham gia sâu các chuỗi liên kết, thì có thể nói là trong những năm vừa rồi thì gần như các cái vùng và các cái diện tích liên kết của chúng tôi đều được tăng lên. Thông qua là khách hàng nhận hàng thì cũng có những cái phản hồi chất lượng. Thứ nhất là sản phẩm đạt về cái dữ liệu thuộc bảo vệ thực vật. Thứ hai là chất lượng sản phẩm thì gần như là đã được cải thiện và hoàn thiện, tăng so với từng cái chu kỳ xuất khẩu một. Đấy thì chúng tôi cũng mỗi một năm thì cái tốc độ tăng trưởng về cái bán hàng thì cũng rất là tốt. Thì để mà làm tốt, khách hàng người ta mua nhiều thì cũng phải có cái sự ủng hộ, cái sự đồng hành cũng như là cái việc tham gia sâu hơn của doanh nghiệp vào các cái chuỗi liên kết và thành lập hợp tác xã đấy. Rất đáng mừng là năm nay là cái vụ vải thiều thuận lợi, được đánh giá là thuận lợi và khả năng là sẽ được mùa. Nhưng mà như chúng đầu chương trình chúng ta đã trao đổi đó là được mùa thì vui rồi, nhưng cũng là một cái áp lực tiêu thụ. Và đặc biệt cái vải thiều hiện nay thì có một cái điều khó khăn, đó là cái vụ thu hoạch diễn ra rất là ngắn và dồn dập trong một thời gian rất là ngắn thôi. Và điều này thì cũng gây ra những không ít cái việc khó khăn trong việc là tiêu thụ sản phẩm trong cái thời gian mà sản lượng nó rất là lớn như vậy. Vậy thì về cái hướng lâu dài, có lẽ là chúng ta cũng phải tính đến cái việc là làm sao giải vụ dần cái cây vải thiều để tránh là cái sản lượng bị dồn vào một cái thời gian quá lớn. Về phía chuyên môn thì bà có thể chia sẻ sâu hơn với bà con Báo Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Vâng, hiện nay thì cây vải nó là một cái cây mà được đánh giá là chất lượng quả rất là ngon. Thế nhưng mà trên thế giới thì chắc là cái loại trái cây mà nó hiếm nhất có lẽ là quả vải. Chúng ta sống ở giữa vùng vải thì đâu cũng thấy vải thôi. Chứ còn nếu mà với người tiêu dùng trên thế giới ấy, thì có những người cả đời chưa bao giờ được ăn quả vải. Mà mặc dù chất lượng rất là ngon. Thế thì cái này nó nhược điểm là do cái thời vụ thu hoạch vải nó rất là ngắn. Và cây vải nó là một cái cây mà rất là đặc biệt, là chúng ta không thể áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật để mà có thể là cho ra hoa trái vụ hay là cho đậu quả trái vụ được. Mà nó bắt buộc nó phải có một cái điều kiện nhiệt độ thấp để cho nó cây vải nó phân hóa mầm hoa cũng như là ra hoa. Thế thì chính vì vậy cho nên là với mỗi một cái vùng thu hoạch vải ấy, thì thường mùa vụ chỉ kéo dài tập trung trong một tháng. Để mà giải quyết được câu chuyện là kéo dài cái thời gian thu hoạch cũng như là bảo quản vải thì đây là một cái bài toán rất là đau đầu đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là những cái tỉnh trồng vải như Hải Dương hay là Bắc Giang. Ở đây cụ thể đối với tỉnh Hải Dương của chúng tôi ấy, thì báo cáo với quý vị là chúng tôi là cái tiểu vùng khí hậu có khác chút Bắc Giang. Thế cho nên là thường thì sau khi mà thu hoạch vải của vùng Tây Nguyên xong thì sẽ đến mùa vải của Hải Dương. Thế và sau khi kết thúc cái vải sớm của Hải Dương thì bắt đầu mới đến cái mùa vải của Bắc Giang. Bởi vì khí hậu của Bắc Giang là giáp Trung Quốc thì có mát hơn. Tuy nhiên ấy thì chúng tôi vẫn muốn là vải của Hải Dương sẽ kéo dài thời gian thu hoạch hơn và thu hoạch sớm hơn nữa để làm sao tăng cái giá trị cho bà con. Thì hiện nay trong cái cơ cấu giống vải của chúng tôi có khoảng gần 10 giống, trong đó có khoảng 5 giống chủ lực, đó là 4 cái giống vải chín sớm và 1 cái giống vải thiều chính vụ. Chúng tôi hiện nay trên cái cơ cấu vải chín sớm của chúng tôi đang chiếm khoảng 30% trong tổng cơ cấu, còn lại là 70% là vải thiều chính vụ. Chính cái cơ cấu này nó làm cho gây một cái áp lực rất là lớn đối với vải thiều, bởi vì là thời gian thu hoạch trong vòng khoảng 10 ngày với một sản lượng rất là lớn và áp lực là lúc đó cũng tiêu thụ cả vải Bắc Giang và tất cả các nơi nữa thì rất là khó cho bà con nông dân. Thì hiện nay ngành nông nghiệp chúng tôi đang chỉ đạo là cơ cấu lại cái cơ cấu giống, tái cơ cấu lại cái cơ cấu giống vải. Cụ thể là chúng tôi tăng cái diện tích mà vải chín sớm lên. Lúc đó là khi đó thì nguồn cung trên thị trường còn ít thì lúc đó vải Hải Dương sẽ dễ dàng tiêu thụ hơn. Thế và đối với cả vải thiều thì chúng tôi áp dụng các cái biện pháp để mà chăm sóc cũng như là nâng cao cái chất lượng vải. Và chúng tôi cũng xác định là phân luôn cả thị trường cho các cái nhóm vải. Ví dụ như là hiện nay là cái việc xuất khẩu cũng như là bán đi các cái thị trường như Trung Quốc thì chủ yếu là vải sớm. Thế còn đối với vải thiều thì chúng tôi sẽ tập trung chính cho xuất khẩu đi những cái thị trường có giá trị kinh tế cao. Ví dụ như là tập trung cho xuất khẩu đi Nhật, đi Mỹ, đi Úc. Thế và bán ở thị trường trong nước nhưng mà bán cho những người rất là sành ăn, người ta cần phải có cái, người ta muốn ăn cái quả vải mà nó là đặc trưng của Thanh Hà. Thế thì như thế thì cái quả vải thiều nó mới có cái giá trị cao. Thế còn đối với quả vải sớm thì
đây là một quả mà hiện nay đang mang lại cái giá trị kinh tế rất là tương đối là cao cho người dân Thanh Hà, khoảng 200-300 triệu trên một hecta một năm, cao hơn đối với các cái cây trồng khác. Thì hiện nay đối với cái giống vải này thì chúng tôi tập trung cho cái việc mà xuất khẩu, ví dụ như là đi Nhật, đi Mỹ, đi Úc, và đặc biệt là thị trường Trung Quốc là một cái thị trường rất là lớn gần Hải Dương, và chúng tôi cũng rất là thuận lợi cho cái việc xuất khẩu thì cũng đang đẩy mạnh. Đấy thì đấy là những cái giải pháp liên quan đến mùa vụ. Bên cạnh đó thì tỉnh Hải Dương cũng cùng với các doanh nghiệp, chúng tôi thử nghiệm rất là nhiều các cái biện pháp bảo quản để làm sao chúng ta có thể kéo dài cái thời gian bảo quản, để không áp lực là cái việc chúng ta phải vận chuyển bằng máy bay, mà những cái thị trường có giá trị kinh tế cao chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu được bằng đường biển thì chúng ta mới có thể cạnh tranh được. Không phải là riêng vải của Việt Nam với Việt Nam, mà chúng ta còn phải cạnh tranh với vải của của Mexico, thế rồi là các cái nước khác, người ta cũng ồ ạt người ta thu mua trong thời điểm này, và họ xuất đi Mỹ, đi Úc, đi các nước. Thì chúng tôi cũng cùng với doanh nghiệp để chúng ta áp dụng nhiều các cái giải pháp về bảo quản. Tuy nhiên thì nói thật là cái giải pháp về bảo quản hiện nay vẫn đang là cái nút thắt cho cái quả vải, không riêng của Hải Dương mà nó là vải của Việt Nam. Và nếu mà trong trường hợp chúng ta giải quyết được cái bài toán này thì câu chuyện là với cái sản lượng vải như thế này thì cũng so với nhu cầu của thế giới là không là còn có thể đáp ứng được, và cái giá trị của quả vải nó sẽ tăng lên. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là trong những năm tới chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như là sẽ có nhiều hơn những nhà đầu tư để đầu tư vào cái lĩnh vực bảo quản này để chúng ta nâng cao được cái giá trị cho quả vải. Vâng, cảm ơn chia sẻ của bà Kiểm. Vâng, cũng liên quan đến cái vấn đề mà bà Kiểm vừa chia sẻ, tức là hiện nay cái vải của Việt Nam thì không chỉ là phải tự nâng cao cái chất lượng của mình mà chúng ta còn phải cạnh tranh với các quả vải ở rất nhiều khác, bởi vì không phải mỗi Việt Nam có vải, thậm chí là sẽ trùng với những vụ thu hoạch của các thị trường của các nước khác cũng có trồng vải. Là một cái doanh nghiệp mà có nhiều kinh nghiệm và trên thị trường tiêu thụ xuất khẩu ở thị trường quốc tế, thì ông Tiến có thể chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề này. Ông đánh giá thế nào về cái sức cạnh tranh của quả vải Việt Nam, và làm thế nào để vải Việt Nam khẳng định tên tuổi và chỗ đứng hơn nữa ở trên thị trường quốc tế? Trong quá trình xuất khẩu vải thì đúng là chúng tôi cũng gặp những áp lực rất lớn từ cái việc mà các quốc gia khác cũng xuất khẩu vải cùng một thời điểm. Ví dụ như là khi mà chúng tôi xuất khẩu vải sang thị trường Nhật Bản chẳng hạn, thì ngay lập tức là có thể là vải ở một số quốc gia, ví dụ như Trung Quốc, là họ sang họ sẵn sàng bán một mức giá, bán một tặng một để mà gây một áp lực cạnh tranh. Thế nhưng mà tại sao chúng tôi vẫn tự tin và chúng tôi vẫn có cái sản lượng tăng hàng năm? Bởi vì thứ nhất là phải xuất phát từ cái chất lượng của vải Việt Nam. Nếu mà so sánh thì đầu tiên phải là cái chất lượng của mình. Thì nếu mà đấy là góc độ khách hàng người ta phản hồi cho chúng tôi, người ta gửi cả hình ảnh, gửi cả thông tin và gửi các, thì rõ ràng là cái chất lượng của vải thiều, đặc biệt vải thiều Thanh Hà thì có một cái gu, có một cái giá trị ngon, nó phù hợp so với cái đối tượng tiêu dùng khách hàng ở quốc gia. Bởi vì một số quốc gia khác thì chúng tôi cũng thử, thì cái vải nó có một cái vị nó không giống như cái vị vải Thanh Hà của mình, vải thiều của mình. Cái vị vải của mình nó rất ngon. Thế đấy, đầu tiên là phải nói là cái chất lượng của vải của chúng ta cũng đã là một cái giá trị lợi thế, tạo ra một cái sự khác biệt. Thì khi trong quá trình quảng bá thì chúng tôi cũng bao giờ ngoài cái chuyện mà quảng bá về cái chất lượng của vải thì chúng tôi cũng không quên là phải quảng bá về cái nguồn gốc, cái câu chuyện mà tạo ra cái giá trị sản phẩm. Bởi vì cái góc độ chúng tôi đánh giá là chúng ta bán vải thì chúng ta không chỉ bán mỗi quả vải, không chỉ bán mỗi túng vải, bán mỗi cân vải, mà chúng ta phải bán cả những câu chuyện, cả những giá trị, thậm chí là từ bao bì tem nhãn, là chúng tôi cũng phải rất là kỹ trong cái việc là đầu tư và hoàn thiện về mặt đóng gói sản phẩm. Thì do đó thì chúng tôi thấy rằng gần như các cái sản phẩm vải thiều của Việt Nam sang có thể ban đầu là chịu cái áp lực cạnh tranh của một số quốc gia. Thế nhưng mà khách hàng khi người ta tiêu dùng rồi, mà thậm chí chúng tôi cũng có những cái bảng hướng dẫn, thậm chí như có những bảng phân biệt cái vải thiều của mình so với các quốc gia khác, để mà khách hàng người ta nhìn nhận, người ta có một cái sự đánh giá. Chứ còn rõ ràng nếu như mình không giới thiệu, mình không phân tích và mình không đưa cho khách hàng thấy, thì khách hàng người ta có thể ăn hôm nay người ta cũng không nhớ à đây là cái vỏ của vải đâu cả. Mà chúng tôi bao giờ cũng có những cái bảng, thậm chí mà khi đi gửi, đi giới thiệu cho khách hàng thì chúng tôi cũng không quên là gửi theo cái sự phân biệt luôn. À, vải thiều của Việt Nam mùa vụ ra sao, chất lượng thế nào, thậm chí độ ngọt, rồi các cái yếu tố khác nữa, thậm chí kể cả cái quá trình bảo quản và sơ chế chế biến. Cộng với đó là cái câu chuyện mà chúng tôi kể, cái câu chuyện về sản phẩm. Thì có thể nói là gần như là chúng tôi tạo một cái hiệu ứng tổng hợp lên cái khách hàng, là chúng tôi đây là chúng tôi không chỉ bán sản phẩm quả vải, mà chúng tôi bán câu chuyện, bán giá trị đặc trưng nhất. Bởi vì đặc trưng đây đó là cái nguồn gốc, cái chất lượng của vải thiều của mình nó đã làm cái giá trị nó khác biệt rồi. Cộng với đó là cái phương thức mà xúc tiến quảng bá, chúng tôi thì cũng là rất may mắn
là đơn vị được chọn là tham gia giới thiệu cũng như là gửi vải đi để quảng bá ở các cái quốc gia rất nhiều, thì có thể nói là gần như những cái vải thiều mà chúng tôi gửi đi đi quảng bá một số thị trường mới, ví dụ như là bên Thụy Sĩ, ví dụ như là Coes, rồi là một số cái thị trường mới nữa, mà khi tham gia cái đoàn gọi là cấp cao để đi mà trong hoạt động xúc tiến quảng bá thì gần như những người mà nhận được quả vải thì người ta đều đánh giá thứ nhất là rất là tươi ngon, thứ hai nữa, ví dụ như là Coes chẳng hạn, thì tôi có được một cái phản hồi về khi mà khách hàng tiêu dùng thì họ nói là từ xưa chưa bao giờ họ được dùng cái quả mà nó ngon và nó ngọt như vậy. Đấy, thì chúng tôi thấy rằng đấy là một tín hiệu rất mừng là doanh nghiệp là một cái đầu mà một cái cầu nối để giúp đưa cái sản phẩm nó có cái giá trị đặc trưng, đặc biệt là cái vải thiều Thanh Hà đến với khách hàng tiêu dùng. Thì chúng tôi ngoài cái chuyện đặc trưng đấy thì chúng tôi cũng phải hoàn thiện về mặt công nghệ sơ chế chế biến, rồi là cái cách thức thu hái vận chuyển, đặc biệt nữa là về cái quá trình chăm sóc thu hoạch nữa. Đấy, thì làm sao đấy chúng ta tổng hợp để tạo ra cái sản phẩm có cái giá trị nó lợi thế nhất. Thì chúng tôi thì cũng không sợ áp lực cạnh tranh nhiều, bởi vì mình có thể là mình không cần phải bán nhiều quá, nhưng mình bán những cái sản phẩm có giá trị đặc trưng thì với thị trường cao cấp thì vô hình chung là cái giá trị thương hiệu về sản phẩm nó đã được nâng lên. Đấy, ngay như chúng tôi thì một số quốc gia, một số khách hàng thì đều nói là có thể là vải của Việt Nam do Amay cung cấp đắt hơn sản phẩm khác, nhưng chúng tôi vẫn mua, bởi vì họ có những cái mà khi tiêu dùng sản phẩm, như tôi nói là họ không chỉ tiêu dùng mỗi sản phẩm không, mà họ còn có những câu chuyện, bởi vì chúng tôi bao giờ cũng gửi kèm những cái thông tin để mà khách hàng có thể là đọc được, có thể là hiểu, thậm chí ngay đơn giản nhất là cái cách sử dụng thôi. Thì đấy là cái mà chúng tôi bao giờ cũng gọi là cung cấp những cái giá trị mà đầy đủ nhất, rõ ràng nhất về cái sản phẩm, để khách hàng người ta có thể có một cái sự phân biệt lựa chọn trên cơ sở. Thì gần như là chúng tôi cũng không ngại nhiều cái vấn đề là phải tạo lực, nhưng cái câu chuyện là gì, giữ và hoàn thiện và ngày càng tốt hơn. Thì đúng là bây giờ để mà giữ được cái chất lượng sản phẩm thì chúng ta phải giữ được toàn bộ cái chất lượng đầu vào tốt, mà chất lượng đầu vào tốt đây thì cái quy trình và cái tuân thủ của nông dân nó phải nghiêm và phải thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của các cái sở ban ngành, đặc biệt là sở nông nghiệp. Ngoài ra nữa thì doanh nghiệp cũng phải tập trung đầu tư về cái mặt công nghệ để mà tạo ra được cái sản phẩm có thể nói là giá trị nó vượt trội, nó khác biệt. Ngoài ra nữa thì cái vấn đề liên quan đến bao bì và tem nhãn thì thực sự chúng tôi cũng phải nói là rất chịu khó đầu tư về mặt bao bì, về mặt tem nhãn. Gần như là cái chuyện bao bì tem nhãn thì có thể nói là có những thời điểm là tôi trực tiếp phải duyệt hoặc tôi trực tiếp phải thiết kế những bao bì, bởi mình quan điểm mình phải nhìn phải ưng đã. Mình nhìn vào cái bao bì, mình nhìn thấy quả vải là nhìn qua mình đã muốn ăn đã, chưa cần bên trong. Đấy thì có thể đấy là cái công tác mà giới thiệu về cái sản phẩm thì chúng tôi cũng đã tập trung rất là nhiều, làm sao đấy là mình tạo ra cái sản phẩm, cái lợi thế là hoàn toàn khác biệt. Thì ngay như năm ngoái có một khách hàng gửi về cho chúng tôi ảnh mà khách hàng đặt chụp mấy sản phẩm, ví dụ đây là vải của Việt Nam này, vải của Trung Quốc này, vải của Madagascar này, vải của Thái này. Người ta chụp, người ta gửi cho tôi thì họ cũng có những cái thông tin, những cái ghi chú và người ta đánh giá là gì, à cái sản phẩm của mình đang là cái hợp so với người ta, chứ người ta không nói là tốt hay là mất, nhưng người ta nói đang hợp với cái nhu cầu, cái thị hiếu của người ta. Thì đấy là một cái tín hiệu rất mừng, vì chúng tôi cũng sau vụ sản xuất thì chúng tôi cũng nói đấy là một cái tín hiệu mà để doanh nghiệp là phải cố gắng hoàn thiện để giữ được cái việc đó, làm sao đấy mình càng đổi mới, mình càng hoàn thiện hơn cùng với bà con nông dân nữa, thì để cung cấp tối đa hoặc nhiều hơn các cái sản phẩm vải sang các cái thị trường, đặc biệt là các thị trường cao cấp. Vâng, rõ ràng là như ông Tiến vừa chia sẻ thì việc mà quảng bá và đưa cái sản phẩm vải, quả vải thiều của Việt Nam chúng ta vươn ra thị trường quốc tế là vấn đề hết sức là quan trọng. Nhưng mà ở bên cạnh đó thì cái thị trường nội địa với 100 triệu dân của chúng ta, đặc biệt là cái vùng ở phía Nam, miền Nam nước ta là cái không có cây vải nhiều, mà để chúng ta cứ khai thác cái thị trường nội địa thì sẽ chắc chắn là còn rất là rộng lớn. Về phía ngành nông nghiệp cũng như là tỉnh Hải Dương thì không biết là đã có những cái chiến lược và giải pháp nào để khai thác tốt hơn cái thị trường nội địa, thưa bà chị bà Kiểm. Với những người mà làm thương hiệu ấy thì người ta thường là người ta nghĩ tới những cái thị trường mà có giá trị kinh tế cao, muốn bán quả vải là 100.000, 200.000 một kg. Tuy nhiên ấy thì 100.000, 200.000 một kg nhưng chúng ta có thể chỉ bán được khoảng một mùa thôi, bán được khoảng vài trăm tấn đến nghìn tấn là cùng. Nhưng mà với một cái sản lượng là 60.000 tấn của riêng tỉnh Hải Dương chúng tôi ấy, thì những cái thị trường mà rất là quan trọng ngay cạnh chúng ta và người dân của chúng ta thì đấy mới là điều quan trọng. Thì ở Hải Dương chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái thị trường này, và chúng tôi cũng xác định đây là những cái người mà người tiêu dùng, không phải chỉ cái câu chuyện là họ
họ ăn quả vải giống như là một cái loại trái cây bình thường, mà chúng tôi muốn rằng là người dân, người tiêu dùng của Việt Nam ấy cũng phải được sử dụng cái quả vải của Hải Dương có chất lượng tương đương với cả quả vải chúng tôi xuất khẩu đi Mỹ hay đi Nhật hay đi Úc. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà chỉ đạo sản xuất như tôi đã nói ấy, là chúng tôi quản lý toàn vùng để làm sao cái chất lượng nó đồng đều nhất, không phải là đi Mỹ thì mới tốt còn bán ở Việt Nam thì là xấu, mà ở đây chất lượng nó đồng đều, tương tự như nhau. Thế đấy là cái câu chuyện chỉ đạo sản xuất. Và tiêu chuẩn thì chúng tôi khẳng định là vải của Hải Dương chúng tôi ấy là gần như 100% là sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, có nghĩa là đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, tốt cho người tiêu dùng. Nhưng còn một cái câu chuyện nữa là để mang cái câu chuyện của quả vải cũng như là cái giá trị của quả vải đến với người tiêu dùng. Người ta ăn một quả vải nhưng người ta hiểu là cái giá trị nó như thế nào, hiểu cái câu chuyện để sản xuất ra quả vải như thế nào. Đấy thì tự nhiên cái việc thưởng, cái người thưởng thức người ta sẽ đánh giá nó khác. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung vào cái câu chuyện là quảng bá. Ở đây quảng bá như ngày hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện với nhau này thì chúng tôi cũng muốn hướng tới là người tiêu dùng Việt Nam. Chứ còn người tiêu dùng quốc tế chắc là người ta cũng ít người sẽ nghe được câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nói. Thì đây là những cái thông điệp mà chúng tôi gửi tới cho người tiêu dùng Việt Nam là chúng tôi có những sản phẩm rất là tốt, và hai nữa là chất lượng của chúng tôi là đồng đều. Và chúng tôi khẳng định là khách hàng của trong nước mới là những khách hàng chính. Và chúng tôi cũng hiện nay thì trong cái phân loại thị trường ấy thì chúng tôi xác định là thị trường Trung Quốc hiện nay đang tiêu thụ vải sớm của tỉnh Hải Dương chúng tôi khoảng 50%. Thế và vải thiều của tỉnh Hải Dương thì thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 70%. Thế còn 30% là chúng tôi xuất khẩu và bán đi các thị trường khác. Thế cho nên là đây là những khách hàng quan trọng nhất đối với cả tỉnh Hải Dương, và chúng tôi cũng rất là chú trọng thị trường này. Thế thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là những người tiêu dùng ngày hôm nay mà nghe được câu chuyện chúng tôi nói về vải thì các bác yên tâm rằng là chúng ta đang sử dụng quả vải của Hải Dương. Nếu mà đúng là quả vải của Hải Dương thì chúng tôi đang sản xuất theo cái tiêu chuẩn mà tốt nhất để chúng ta đưa tới người tiêu dùng là cái sản phẩm chất lượng tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là có một cái chất lượng tốt nhất. Và mỗi một ngày ấy, thì tỉnh Hải Dương còn càng hoàn thiện hơn từ câu chuyện sản xuất cho đến bao bì nhãn mác, và mang những câu chuyện về vải đến với người tiêu dùng để người tiêu dùng hiểu hơn cũng như là yêu quý hơn cái sản phẩm vải của tỉnh Hải Dương. Vâng, rõ ràng như chia sẻ của bà Kiểm thì thị trường xuất khẩu hay là trong nước thì cũng vậy thôi, đều phải tuân thủ những nguyên tắc và những quy định về an toàn, trước hết là quy định về an toàn thực phẩm và sau đó là về chất lượng, mẫu mã, thẩm mỹ của sản phẩm, còn truyền đạt những cái văn hóa của sản phẩm đến người tiêu dùng nữa. Vâng, thưa quý vị và con, đến nay thì huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã có 100% diện tích vải là sản xuất theo hướng an toàn và đủ điều kiện để xuất khẩu. Quả vải thiều Thanh Hà thì hiện đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính ở châu Âu và các nước châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, và dần ngày càng chinh phục được thị hiếu của người tiêu dùng. Sản lượng xuất khẩu thì ngày càng tăng. Với những tín hiệu vô cùng tích cực đó thì chúng ta có thể hy vọng rằng việc tiêu thụ xuất khẩu quả vải thiều trong niên vụ thu hoạch năm 2023 này sẽ được thuận lợi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã có cuộc trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.